Huế xin chào tất cả các chị chủ spa và các khách hàng yêu quý. Hôm nay thì Huế sẽ tiếp tục review về cái bộ sản phẩm vi kim sinh học thế hệ mới năm 2020 dành cho các chủ spa và các thẩm mỹ viện hiện nay đang rất là hot. Hôm nay thì Huế sẽ trực tiếp test cái sản phẩm này lên trên gương mặt của em để giúp cho chúng ta có thể là thấy rõ được cái quá trình cũng như là cái sự biến đổi làn da của em Huế sau khi mà chúng ta thực hiện ngay cái liệu trình peel da này để giúp cho các chị có thể hiểu rõ hơn về cái nguyên lý. Thì em sẽ vừa làm và chúng ta sẽ vừa trò chuyện để chúng ta có thể là nói rõ về cái nguyên lý cũng như là cái cơ chế hoạt động và những cái tác động của cái sản phẩm peel này lên trên da của em Huế trong lúc mà em Huế thực hiện nha. Đầu tiên thì đối với cái làn da mà yếu thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ có một cái chai gel lô hội này. Thì em sẽ sử dụng cái chai gel lô hội này để em có thể là mình sẽ ấn tầm khoảng 3 ấn như thế này để em bôi trước. Đây là gương mặt của em là đã được làm sạch rồi nha các chị nhá. Em sẽ bôi trước. Đó, sau đó thì em sẽ bôi cái gel lô hội này lên tầm ủ cho em tầm khoảng tầm 10 phút để cho cái gel lô hội này nó thẩm thấu và nó làm cho cái da của chúng ta nó rất là ẩm. Thì khi mà da của các chị ẩm thì quá trình peel da cũng như cái quá trình bong da nó sẽ diễn ra rất là nhanh và nó không gây những cái hiện tượng như là rát đỏ hoặc là đau đớn trong cái quá trình mà chúng ta peel sản phẩm nha các chị nhé. Đó, chúng ta sẽ bôi đều lên trên toàn bộ da và chúng ta sẽ ủ tầm khoảng 10 phút để cái mặt nạ này ủ cho em Huế tầm khoảng 10 phút để cho da của chúng ta nó ngấm. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái quy trình peel da. Đó. Trong cái quá trình mà ủ mặt nạ này thì chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào? Chúng ta sẽ chuẩn bị là nếu như ở tại spa và thẩm mỹ thì các chị có thể là massage da mặt cho khách bằng cái chai gel này, hoặc là chúng ta không massage thì chúng ta sẽ có thể là thực hiện các bước làm sạch da mặt cho khách, sau đó thì chúng ta sẽ ủ cái chai gel này cho Huế tầm khoảng 10 đến 15 phút. Khi nào mà da của khách hàng hút được hết toàn bộ cái chai gel này và nó có một cái độ ẩm ở trên da thì lúc đó thì chúng ta mới bước vào cái quy trình thực hiện tiếp theo, cái bước thứ hai nha các chị nhá. Chuẩn bị cho cái quá trình peel da thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những cái sản phẩm như thế nào? Chúng ta sẽ chuẩn bị là thứ nhất là một bộ peel da đầy đủ 4 bước như thế này. Và chút nữa thì em Huế sẽ sử dụng cái bước số 1. Đó là cái tuần đầu tiên và cũng là lần đầu tiên khi mà chúng ta peel da thì nó sẽ có 4 số 1, số 2, số 3, số 4. Và chúng ta sẽ sử dụng theo 4 cái số này để giúp cho loại bỏ toàn bộ cái lớp sừng hóa trên bề mặt da. Thì mỗi một lần thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lọ tảo này mix với một lọ AHA, BSA có sẵn. Và đặc biệt là cái chai dầu Grip Oil này là chai dầu vật lý. Thì chúng ta sẽ sau khi mà chúng ta ủ tảo xong thì chúng ta sẽ dùng cái chai dầu này để chúng ta loại bỏ toàn bộ cái lớp da chết của các chị da. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ sử dụng một cái miếng mặt nạ rong biển này cho em Huế. Một cái miếng mặt nạ rong biển này thì chúng ta sẽ sử dụng cho em một cái chai nước, tức là một chút cái nước mà lạnh ấy, rất là mát ấy, để cho đổ lên trên cái bề mặt này. Và chút nữa thì khi nào mà đến cái quá trình thực hiện thì em Huế sẽ thực hiện trực tiếp ở trên cái mặt nạ này để cho các chị có thể dễ theo dõi. Và nếu như ban ngày thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kem chống nắng EGF này để giúp loại bỏ cũng như là những cái vấn đề liên quan đến sắc tố và bảo vệ da của chúng ta một cách tốt nhất nhé các chị yêu ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bát và một cái chổi như thế này. Thì cái bát và cái chổi như thế này thì các chị sẽ lưu ý là chúng ta sẽ làm khô cái bát và cái chổi và chúng ta để trộn cái bột tảo vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh đều cái bột tảo lên. Đây, gương mặt của em đã bôi cái chai gel này được tầm khoảng 5 phút rồi và bây giờ thì em sẽ bước vào cái quá trình chuẩn bị tảo để chuẩn bị peel nha các chị yêu ha. Em Huế sẽ chuẩn bị tảo bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng một cái chai tảo ở bước số 1. Sau đó thì chúng ta sẽ mix với một cái lọ AHA và BSA nhé các chị nhé. Đây, chúng ta sẽ chuẩn bị hai cái sản phẩm này và bây giờ thì em sẽ bóc cái sản phẩm tảo cũng như là cái sản phẩm AHA, BSA chúng ta sẽ trộn với nhau để giúp cho cái da của chúng ta nó sẽ được loại bỏ một cái lớp sừng hóa tốt nhất này. Đây, em sẽ sử dụng cái bột tảo này. Em sẽ sử dụng cái bột tảo này thì chúng ta sẽ mỗi một lần thì chúng ta sẽ sử dụng hết một cái lọ tảo này nhé các chị nhé. Mỗi một lần thì chúng ta sẽ sử dụng hết một cái lọ tảo này cho em. Đó. Rồi, bây giờ thì em sẽ lấy đến AHA và BSA. Chúng ta sẽ sử dụng hết một cái lọ AHA và BSA này nữa. Thì cái AHA và BSA này thì nó là dạng gel, nên là chúng ta sẽ bóp ra. Bóp rất là nhẹ nhàng thôi. Đó. Chúng ta sẽ bóp rất là nhẹ nhàng ra cho em. Thì chúng ta mỗi một lần thì chúng ta sẽ sử dụng hết một chai tảo theo số thứ tự và một cái chai AHA, BSA như thế này. Đây là cái dung dịch để trộn cái tảo, để giúp hoạt hóa cái tảo ở dưới cái vùng da của các chị. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp như thế này. Chúng ta sẽ đánh đều lên cho em. Chúng ta sẽ đánh đều lên nha.
cho Huế để giúp cho cái bột tảo cũng như là cái ANA và BNA nó sẽ trộn đều với nhau. Chúng ta sẽ đánh đến khi nào mà nó không còn những cái cục vón ở trên bề mặt, không còn những cái cục vón nữa, tảo nó tan hết vào cái dung dịch ANA BNA. Sau đó thì chúng ta sẽ được một cái dung dịch là hỗn hợp của hai cái sản phẩm này. Đó. Các chị lưu ý là mỗi một lần thì chúng ta sẽ sử dụng hết một cái lọ tảo và chúng ta sẽ sử dụng hết một cái ANA và BNA cho em nhé. Đây, chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ để cái hỗn hợp này lại và bây giờ thì em sẽ có thể là lau đi. Lau đi thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái nước hoa hồng để chúng ta lau đi cái gel lô hội lúc đầu mà khi mà em bôi đấy. Bởi vì là cái gel lô hội này thì nó sẽ có cái tác dụng là nó sẽ làm mềm toàn bộ những cái lớp sừng ở trên bề mặt da và nó có một cái độ ẩm, cung cấp cái độ ẩm cho da. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái chai gel này, chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả của cái sản phẩm này trên da của chúng ta nó sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều các chị nhé. Chúng ta sẽ lau đi nhá. Bây giờ thì em Hế sẽ lau qua cái lớp gel lô hội mà ủ trên mặt của em lúc nãy ấy. Thì khi mà cái lớp gel lô hội nó được lau đi thì da của chúng ta nó sẽ có cái độ căng và độ mướt nhất định nhé các chị nhé. Đó. Sau khi lau xong rồi thì em sẽ sử dụng một chút nước hoa hồng. Đây là nước hoa hồng của December. Dòng em đang sử dụng đó là dòng cái nước hoa hồng làm trắng. Và chúng ta sẽ sử dụng một chút cái nước hoa hồng này để giúp cho cân bằng lại được cái độ ẩm ở trên da. Đặc biệt là trong suốt quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng khá là nhiều cái lần mà nước hoa hồng để lau trên bề mặt da đó. Đó, chúng ta sẽ sử dụng nước hoa hồng để lau lại nhé các chị nhé. Rồi, ok. Sau khi lau xong nước hoa hồng để cân bằng lại cái độ ẩm trên da rồi, thì lúc nãy là chúng ta đã mix cái ANA, BSA và cái dung dịch tảo đây. Bây giờ thì em Huế sẽ bôi cái sản phẩm này lên trên da và chúng ta sẽ để tầm khoảng 5 phút nhé. Chúng ta sẽ bôi đều lên trên da. Khi mà bôi thì nó sẽ có một cái hiện tượng hơi châm chích nhẹ một chút các chị nhé. Nó chỉ hơi châm chích nhẹ thôi chứ nó không hề có cảm giác đau rát hoặc là không hề có cảm giác là bị đỏ da. Chúng ta sẽ bôi đều lên tất cả các vùng da. Rồi, sau khi bôi cái dung dịch AHA, BHA mix trộn với cái bột tảo này thì Huế sẽ để tầm khoảng 5 phút. 5 phút để cho da của chúng ta nó hoạt hóa được toàn bộ cái tảo ở dưới da. Và khi mà vào trong cái vùng da thì nó sẽ kích hoạt được những cái tảo nó tan dần và nó chui xuống dưới cái vùng da, chui sâu dưới lỗ chân lông của các chị. Và đặc biệt nữa là khi mà cái tảo nó là cái công nghệ nano rất là siêu nhỏ thì cái tinh thể tảo này nó sẽ giống như là những cái mũi kim nhỏ ấy, nó sẽ chui được vào lỗ chân lông và nó sẽ làm bắt đầu tan dần ra dưới cái vùng da của các chị. Kết hợp với cái dung dịch ANA và BNA để giúp loại bỏ toàn bộ những cái lớp sừng hóa ở trên bề mặt da của các chị. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta nó có hơi có một cái cảm giác gọi là khi mà bắt đầu tảo nó châm chích xuống dưới cái vùng da, có nghĩa là tảo nó đang chui dưới cái vùng da của chúng ta ấy, thì nó sẽ hơi có cái cảm giác châm chích một chút. Nhưng cái cảm giác này là hoàn toàn bình thường, nó không phải là cái hiện tượng kích ứng hay là nó không phải là cái hiện tượng mà da của chúng ta bị mẫn cảm đâu nhá các chị nhá.
chúng ta sẽ chờ xem, sau 5 phút chúng ta sẽ để trên da mặt từ khoảng 5 phút đến tối đa là 7 phút thôi, để cho cái tảo nó sẽ tan hết vào trong cái vùng da của chúng ta. Chúng ta sẽ không để lâu quá nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chờ 5 phút để chúng ta sẽ sử dụng cái dầu Clip Oil để loại bỏ toàn bộ cái lớp sừng ở trên bề mặt da của chúng ta nhé. Khi mà các chị đã ủ được tảo, hỗn hợp tảo và ADA/BHA được tầm khoảng 5 phút rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái quy trình để peel da. Thì chúng ta sẽ lấy cái dầu vật lý Clip Oil ở trong cái bộ sản phẩm peel này để chúng ta có thể là bôi lên toàn cái vùng mặt và bắt đầu là cái quy trình mà chúng ta sẽ ấn để lấy đi toàn bộ những cái lớp da thừa, da chết, những cái lớp mà da bị sạn nám, da bị lão hóa và những cái lớp mà da cần phải thay thế nha các chị nhé. Chúng ta mỗi một lần thì chúng ta sẽ lấy tùy theo cái lượng mà tùy theo cái gương mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể là lấy cái số lượng dầu nhiều hay là ít nhé. Đây, các chị lưu ý này, khi mà em lấy dầu xong thì chúng ta sẽ bắt đầu ấn ở trên này để lấy đi những cái lớp sừng này, những cái lớp tế bào chết này, chúng ta sẽ ấn nhé. Đấy, thì khi mà ấn đến đâu thì các chị sẽ thấy là nó sẽ ra đến đấy. Những cái lớp tế bào chết này, những cái lớp sừng hóa này, nó sẽ ra theo tay của chúng ta đến đấy. Đó, nó rất là nhiều luôn nhá. Chúng ta sẽ không có sử dụng cái phương pháp là day đâu. Chúng ta không có sử dụng phương pháp day mà chúng ta sẽ ấn để toàn bộ cái lớp da chết, những cái lớp da thừa. Đây, những cái lớp da thừa hay là những cái lớp da chết, nó sẽ ra theo cái đầu tay ấn của chúng ta. Cái này thì nó sẽ loại bỏ là thứ nhất là những cái nám này, da bị nám, da bị sạm, da bị tàn nhang, da không đồng đều màu này, những cái da mà cần làm trắng, da bị mụn này, lỗ chân lông to, dầu nhiều, hoặc là những cái da mà muốn là làm cho cái da của chúng ta nó được căng bóng trắng sáng ấy, thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng cái liệu trình peel này để loại bỏ đi hoàn toàn những cái vấn đề da như vậy. Và khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình peel này thì chúng ta sẽ lưu ý cho em Huế là chúng ta sẽ ấn đấy nhá. Đấy, ta sẽ ấn thì chúng ta sẽ thấy là cái phần mà da chết nó ra rất là nhiều luôn này. Mặc dù là em là chăm da rất là kỹ rồi nhưng mà cái phần da chết nó vẫn ra rất là nhiều luôn. Đó. Đấy. Đây là cái phần mà da chúng ta cần phải loại bỏ. Thì khi mà chúng ta loại bỏ được cái lớp da này, những cái lớp da mà bị sừng hóa này, chúng ta loại bỏ đi thì nó sẽ giúp da của chúng ta nó sáng lên. Mỗi một lần thì chúng ta sẽ sáng lên một chút. Bởi vì liệu trình của nó là peel là sẽ là 4 lần. Thì trong 4 lần đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một lần thì nó sẽ lấy đi của chúng ta một chút những cái da chết này, những cái dầu thừa này, rồi là những cái phần mà ví dụ như là khi mà các chị sử dụng cái sản phẩm này thì các chị sẽ thấy là những cái mụn đầu đen ở những cái vùng mũi này này là nó sẽ được loại bỏ đi hết này. Ví dụ như hôm nay chúng ta thấy là còn một ít này, nhưng mà khi mà chúng ta đưa cái sản phẩm này vào thì nó sẽ loại bỏ dần những cái mụn đầu đen đi. Đó. Các chị có nhìn rõ cái lớp da chết không? Cái lớp da mà nó ra khi mà chúng ta peel ấy, nó rơi lả tả xuống dưới cái dưới chân của em này. Đó. Đây, toàn bộ cái dầu nếu bình thường mà các chị sử dụng mà nó là dạng gel ấy thì có thể là chúng ta nhìn thì chúng ta nghĩ rằng đấy là cái gel nó đẩy ra, nhưng mà đây không phải là cái gel mà nó là dạng dầu, nên toàn bộ những cái phần mà em đẩy ra như thế này nó là những cái lớp da chết nha các chị nhá. Những cái lớp da mà da chết này, những cái lớp da mà bị sừng hóa này, những cái lớp da mà bị nám sạm này, hoặc là những cái lớp da mà cần loại bỏ ở trên cái vùng da, lớp thượng bì, để do giúp cho những cái mỹ phẩm hay là những cái dưỡng chất nó được đẩy sâu vào trong cái lớp trung bì và lớp hạ bì. Bởi vì ở trên lớp thượng bì thì đa số là chúng ta sẽ chứa là sừng hóa là chính. Thế chính vì thế nên khi mà chúng ta để quá nhiều cái lớp sừng này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái vùng da khác và nó sẽ ngăn cản không cho mỹ phẩm, không cho những cái dưỡng chất vào sâu trong da. Chính vì thế nên khi chúng ta sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm này, rất là nhiều những cái sản phẩm
đắt tiền nhưng mà nó lại không có hiệu quả, bởi vì là cái lớp sừng hóa này nó quá nhiều, nó ngăn cản ở bên ngoài rồi, nên là những cái dưỡng chất đó nó không vào sâu được trong da, nên là cái da chúng ta nó sẽ rất là không có hiệu quả. Nên là thường thường là như em ấy là 3 tháng em sẽ peel một lần, 3 tháng em sẽ peel một lần để lấy đi toàn bộ những cái lớp sừng hóa ở trên da, và khi đó thì em dưỡng bất cứ cái sản phẩm nào vào thì nó mới có cái hiệu quả, và đặc biệt là nó mới tạo một cái hiệu ứng gọi là da lúc nào nó cũng được cái thay mới, kích thích những sản sinh những tế bào mới ở dưới da nhờ những cái vi tảo này này, những cái tinh thể tảo này này đó. Thì khi mà các chị, ví dụ như các chị làm spa này hoặc là các chị khách hàng này muốn sử dụng cái liệu trình này để chúng ta loại bỏ đi cái lớp da chết, da thừa, hoặc là chúng ta peel đi cái lớp da bên ngoài để làm cho cái lớp da của chúng ta ở phía phía đằng sau ấy nó đẹp hơn, nó căng hơn, nó bóng hơn và nó khỏe hơn, thì chúng ta có thể sử dụng cái liệu trình này 3 tháng một lần nhé. 3 tháng đến 4 tháng là chúng ta có thể sử dụng lại một lần được rồi. Đối với da yếu thì chúng ta sẽ giãn ra tầm khoảng 6 tháng chúng ta sử dụng một lần. Thì khi mà sử dụng thì nó loại bỏ được hoàn toàn những cái nhược điểm của cái vi kim thế hệ cũ. Tức là vi kim thế hệ cũ thì các chị sẽ thấy là da của chúng ta khi mà sử dụng vào ấy nó rất là rát, rất là đỏ, rất là đau. Và thậm chí là các chị động vào thì các chị sẽ kêu rất là kinh luôn, không dám sờ vào da của chúng ta như thế này đâu. Thế nhưng mà với cái thế hệ vi kim siêu nano này thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể sử dụng ấn như thế này quanh da mà các chị thấy là da của em nó không bị đỏ lên, đúng không ạ? Nó chỉ hơi hơi ửng hồng một chút thôi. Đấy là cái hiện tượng bình thường, bởi vì khi mà tảo nó đi xuống dưới da, nó sẽ đẩy vào sâu trong da thì nó sẽ có cái hiện tượng gọi là châm chích nhẹ một chút ở dưới da. Nhưng cái hiện tượng đó là hoàn toàn bình thường và em vẫn lấy đi được toàn bộ những cái lớp dầu thừa, những cái lớp da chết mà không bị ảnh hưởng bởi những cái gọi là những cái yếu tố ở bên ngoài. Đấy, thế nên là khi mà da của chúng ta nó không bị tác động quá nhiều lượng tảo liền một lúc, bởi vì cái lượng tảo nó được chia ra làm 4 lần. Lần đầu tiên là 0,25g này, lần thứ hai là 0,5g, lần thứ ba là 0,75g và lần cuối cùng mới là 1g tảo. Thì khi mà lượng tảo được chia đều như vậy thì cái da của chúng ta nó sẽ không bị đẩy quá nhiều tảo vào liền một lúc, nên là dẫn đến hiện tượng là da nó sẽ không bị đỏ này, không bị rát này, không bị kích ứng và không bị phản ứng quá mạnh. Nếu như ở cái liệu trình cũ ấy, khi mà các chị đưa cái lượng tảo vào nhiều liền một lúc thì da của khách hàng rất là đau, rất là đỏ, rất là rát và khách hàng sẽ không thể nào chịu đựng được, nên là rất là khó để có thể làm lại tiếp lần thứ hai, lần thứ ba để loại bỏ những cái lám sạm hoặc là những cái lỗ chân lông to, dầu thừa trên bề mặt da của khách hàng. Nhưng mà ở cái liệu trình này thì khi mà sử dụng cái peel này thì chúng ta được chia làm 4 bước như thế này, nó sẽ làm hạn chế những cái sự gọi là tăng sắc tố khi mà điều trị này, không có đau này, không có rát, không có đỏ này, bởi vì nếu đau rát đỏ thì em sẽ không bao giờ em vừa nói và em vừa làm được như thế này với các chị đâu nhá. Đó, cái thứ ba nữa là nó sẽ rất là nhanh, có một cái đặc điểm ưu điểm cái này rất là tuyệt vời nè, khi mà các chị làm ấy thì nó sẽ loại bỏ ngay cái lớp da lúc đó, và khi mà loại bỏ xong là da của chúng ta nó hoàn toàn trở lại bình thường, nó là lớp da mới và chúng ta dưỡng bằng tế bào gốc và kem chống nắng vào là rất là ok, rất là đẹp. Còn đối với cái liệu trình cũ thì chúng ta sẽ phải thấy là sau 3 đến 5 ngày sau thì nó mới bong, nên là rất là bất tiện và gây mất thẩm mỹ cho khách hàng. Thậm chí là khách hàng rất là bất tiện là họ phải nghỉ thì họ mới làm được. Còn với liệu trình này thì chúng ta sẽ không cần phải nghỉ gì hết, bởi vì là sau khi khách hàng làm xong thì da của họ được thay luôn ngay cái lúc làm rồi, nên là chúng ta sẽ thấy rằng da khách hàng hoàn toàn bình thường, thì khách hàng có thể là sẽ đi làm luôn, không có ảnh hưởng, không có gây mất thẩm mỹ gì hết nha các chị nhé. Và thời gian làm nó chỉ mất tầm khoảng 30 phút thôi, từ lúc thực hiện đến bây giờ em Huế làm chỉ mất tầm khoảng 30 đến 40 phút thôi. Đó, rất là nhanh thôi, nên là các chị có thể là hoàn toàn là các chị làm cho khách hàng hoặc là bản thân các chị làm, các chị làm trực tiếp ở tại nhà thì hoàn toàn là bình thường, rất là dễ, quy trình rất là đơn giản nhé. Đây, em đang loại bỏ toàn bộ những cái lớp sừng hóa, những cái lớp da chết của em ra ngoài đây. Đây, nó đã bị rơi xuống dưới này rất là nhiều rồi. Lúc nãy thì khi mà em làm ấy thì nó đã bị rơi rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ ấn đến bao giờ nhé? Chúng ta sẽ ấn đến bao giờ mà thấy là nó không còn cái GGG trên bề mặt da nữa và da của chúng ta nó đã trơn nhẵn hoàn toàn rồi, thì lúc đó là chúng ta sẽ ngừng lại. Chúng ta sẽ ấn tầm khoảng 5 cho đến 7 phút nhé các chị nhé. Chúng ta sẽ ấn 5 đến 7 phút để cho da loại bỏ toàn bộ cái lớp sừng đi. Đó.
và sau 5 đến 7 phút loại bỏ lớp sừng đi rồi thì chúng ta sẽ lau sạch mặt. Sau đó thì em sẽ chuẩn bị một cái mặt nạ để sử dụng trong cái quá trình peel da, thì da của chúng ta nó sẽ không bị rát, không bị đỏ, không bị đau và không có hiện tượng gì nữa. Đây, đây là cái da mà da của em Huế đã bị loại bỏ. Khi mà ở trong này thì có thể là các chị nhìn không rõ nhưng bên ngoài thì nó rất là nhiều luôn. Đấy, mà cái da này là em rất là chăm rồi đấy, em rất là chăm dưỡng da rồi đấy mà nó còn nhiều như thế này. Thì một năm nếu như chị nào mà chưa peel lần nào, hoặc là một năm mà các chị peel rồi thì các chị có thể là một năm cứ 3 tháng là các chị có thể peel lại một cái liệu trình này cho em Huế. Bởi vì cái liệu trình này peel da thì nó sẽ rất là tốt cho da này. Thứ nhất là những cái vi tảo này nó không khác gì những cái tế bào gốc mới ấy. Thì khi mà các chị đưa những cái vi tảo này, những tinh thể tảo này vào, nó sẽ giúp tăng sinh lại cái lượng collagen và cái lượng elastin ở dưới cái vùng da của các chị. Và sau đó thì khi mà cái tảo này nó tan trong vòng 3 ngày thì các chị sẽ thấy da của các chị nó sẽ có cái độ căng bóng, trẻ hóa. Và sau một liệu trình thì các chị sẽ thấy da của các chị sẽ được trẻ hóa rất là nhiều. Em sẽ sử dụng cái nước mà sau khi mà ấn xong ấy, thì em sẽ sử dụng cái nước sạch ấy, nước mà chúng ta có thể uống được ấy, để chúng ta có thể là lau đi nốt những cái phần mà tạp chất hoặc là những cái da mà chết ở trên bề mặt da của các chị nhá. Chúng ta sẽ lau đi, lau sạch đi. Và khi mà lau thì các chị nhớ là lau dứt điểm cho em. Chúng ta sẽ lau dứt điểm, lau đến đâu là chúng ta lau dứt điểm đến đấy. Đó. Chúng ta sẽ lau dứt điểm và chúng ta sẽ làm cho cái da của chúng ta sẽ thấy là khi mà các chị em làm như thế này thì các chị sẽ thấy là da của em nó đã bóng lên và sáng lên rất là nhiều so với lúc trước, đúng không ạ? So với năm trước khi mà em chưa peel cái lớp da này đi thì da của em nó vẫn có độ sần và nó không bóng và nó không trắng được như thế này. Nhưng mà bây giờ thì da của em nó đã trắng, nó căng và nó bóng như thế này rồi. Thì đối với chị nào mà bị nám này, tàn nhang, đồi mồi, muốn làm trắng da, hoặc là những chị nào mà da sần sùi vỏ cam, da của chị nào mà bị mụn này, bị mụn ẩn ấy, bị mụn ẩn này, bị mụn ví dụ như là mụn nó cứ li ti, mụn đầu đen này, rồi lỗ chân lông to này, thì da bị lão hóa, bị khô, lão hóa nhăn nhiều thì chúng ta có thể sử dụng toàn bộ bằng cái liệu trình vi kim này. Sau đó thì các chị có thể là sử dụng kết hợp với tế bào gốc để giúp cho cái quá trình mà dưỡng da của chúng ta nó được hiệu quả nhất theo cái liệu trình vi kim nhé. Đó, em đã lau sạch toàn bộ cái lớp da của em rồi. Và sau khi lau sạch xong như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước hoa hồng để chúng ta sẽ cân bằng và rửa lại một lần nữa để giúp cho cái da của chúng ta nó sạch hơn. Đây là cái chai nước hoa hồng mà em sử dụng này, cái dòng làm trắng này. Đó, sau đó thì lau xong thì chúng ta sẽ lau cái nước hoa hồng này đi. Đó, ta sẽ lau bằng nước hoa hồng này nhé các chị yêu ha. Nó không hề có cái cảm giác, tức là khi mà sử dụng như thế này thì nó không hề có cái cảm giác châm chích, hay là không hề có cái bị cái hiện tượng là đỏ, đau hay là rát giống như liệu trình vi kim cũ. Đây là một cái đặc điểm nổi trội và đây là một cái ưu điểm vượt trội của công nghệ thẩm mỹ năm 2020, công nghệ vượt bậc của cái quá trình peel da. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như là em sẽ sử dụng cái tế bào gốc A cộng trong 3 ngày đầu tiên để giúp tái tạo lại cái lớp da của chúng ta một cách nhanh nhất nha các chị nhé. Đây, bây giờ thì em sẽ sử dụng cái tế bào gốc A cộng này để chúng ta bôi một lớp vào da trước khi mà chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ rong biển để đắp ở trên da. Cái này sẽ giúp việc đẩy tinh chất vào trong da của chúng ta sẽ được nhanh nhất. Bởi vì là sau khi peel đi lớp sừng rồi thì da của chúng ta nó sẽ làm một cái lớp da rất là mới, rất là đẹp. Và sau đó thì chúng ta sẽ bôi cái tế bào gốc này vào để nó là cái thời điểm vàng để chúng ta dưỡng da mà. Nên chúng ta sẽ bôi cái tế bào gốc vào để giúp cho cái da của chúng ta nó sẽ được đẹp nhất nhá các chị nhá. Đó. Và bây giờ thì em đã chuẩn bị như thế này. Em chuẩn bị một cái mặt nạ rong biển. Một cái mặt nạ rong biển, sau đó thì em sẽ sử dụng cái nước mát nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái nước mát này, một chai nước mát. Chúng ta sẽ đổ vào cái mặt nạ này. Đó, các chị sẽ đổ vào cái mặt nạ này và để cho cái miếng mặt nạ này nó sẽ ngấm toàn bộ cái lượng mà nước các chị đổ. Thì khi mà cái lượng nước mà các chị đổ vào thì nó sẽ, ví dụ như là nó sẽ ngấm vào cái mặt nạ này, cái miếng mặt nạ này. Chúng ta sẽ đổ làm sao để cho nó ngấm hết được toàn bộ vào cái miếng mặt nạ nhé.
Em sẽ để ở trên mặt bàn này để em làm cho nó dễ này. Còn cái lượng mà nước thừa thì chúng ta sẽ đổ đi. Đây, chúng ta sẽ được một cái miếng mặt nạ như thế này. Và bây giờ thì em sẽ sử dụng cái miếng mặt nạ này để em sẽ đắp lên trên gương mặt của em. À, nó không hề có hiện tượng đau rát hay là sưng đỏ gì, nó rất là dễ chịu đó, peel da. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng rất là khó có một liệu trình peel da nào mà nó lại dễ chịu như thế này. Rất là mát luôn nhé các chị nhé. Rồi, bây giờ thì em sẽ chờ tầm khoảng 15 phút để cho cái miếng mặt nạ này nó khô đi. Sau đó thì em sẽ bóc cái miếng mặt nạ này ra và chúng ta sẽ sử dụng cái tế bào gốc cũng như là kết thúc cái liệu trình peel da này nha các chị nhé. À, sau khi đắp mặt nạ được tầm khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ bóc cái miếng mặt nạ này ra. Và các chị đã thấy là cái làn da của em khi mà peel xong, sau đó thì chúng ta đắp cái miếng mặt nạ rong biển này thì cái da của em nó trở lại hoàn toàn là bình thường đúng không ạ? Nó không có bị đỏ hồng, không có bị châm chích, không có bị rát hoặc là không có bất cứ một cái biểu hiện gì khác đúng không ạ? Đó, thì các chị hoàn toàn là yên tâm khi mà sử dụng cái miếng mặt nạ rong biển này thì các chị sẽ thấy rằng làn da của chúng ta nó sẽ được có một cái lượng cấp ẩm rất là tốt. Cái thứ hai nữa là da của các chị nó sẽ rất là trắng, nó cực kỳ là trắng nhá. Đó, các chị có thể so sánh cái làn da của em sau khi đắp cái mặt nạ rong biển này nó vô cùng là trắng luôn. Đó, cực kỳ là hiệu quả. Rồi, ok. Đó, các chị thấy chưa ạ? Các chị thấy là cái làn da của em Huế sau khi mà sử dụng cái liệu trình peel này thì thấy là da rất là bình thường luôn, da rất là đẹp này, rất là trắng này và không có bất cứ một cái biểu hiện gì là bây giờ thì hiện tại thì em không còn bất cứ một cái cảm giác là châm chích đỏ hay là có cái cảm giác gì ở trên da của em nữa. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình này xong, chúng ta sử dụng mặt nạ xong thì chúng ta sẽ bôi cái tế bào gốc A cộng này vào. Sau đó thì bây giờ là buổi đêm, em thực hiện buổi đêm nên là em sẽ đi ngủ nhá. Còn chúng ta nếu mà khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình peel này vào ban ngày thì chúng ta sẽ sử dụng cái thêm một cái lớp chống nắng nữa để giúp cho da của chúng ta được bảo vệ da tuyệt đối. Và em ấy lưu ý là trong 3 ngày đầu tiên thì da của chúng ta nó sẽ kiêng sữa rửa mặt này, kiêng nước tẩy trang này và kiêng toàn bộ hóa chất lên mặt, nên chúng ta sẽ không có sử dụng bất cứ một cái sản phẩm nào khác ngoài cái tế bào gốc này. Và ban ngày thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái kem chống nắng và một lớp nước hoa hồng. Trước khi bôi tế bào gốc thì chúng ta sẽ lau qua nước hoa hồng nhé các chị nhé. Rồi, em ấy xin tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị vào những cái livestream tiếp theo. Em chào các chị nhé.